Thưa các đồng chí và quý vị, hòa chung không khí lễ giao nhận quân của cả nước, sáng ngày 27 tháng 2, tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tuyển 1.802 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để các thanh niên yên tâm lên đường tòng quân, từ nhiều ngày trước đó, các thanh niên đã nhận được sự động viên, thăm hỏi của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cũng như sự chăm lo của gia đình. Đặc biệt, để tăng thêm sự đoàn kết gắn bó giữa lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương với các bạn trẻ lên đường nhập ngũ, tạo dấu ấn tốt cho các thanh niên và thân nhân trước và trong ngày lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm của người công dân với Tổ quốc trước ngày hội tòng quân, các địa phương còn tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ủy ban nhân dân phường 7 thành phố Vũng Tàu trước ngày giao quân. Khu vực đón tiếp thanh niên và gia đình đưa con em lên phường chuẩn bị cho lễ giao nhận quân được bố trí trang trọng. Đây là nơi các bạn trẻ cùng gia đình tranh thủ trò chuyện, chia sẻ những khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi các bạn lên đường thực hiện trách nhiệm của người thanh niên với Tổ quốc. Vừa kiểm tra lại thông tin, kiểm tra lại đồ dùng cá nhân cho cậu con trai, vừa trò chuyện với những người đồng đội đầu tiên của con trong cuộc đời quân ngũ. Chị Bùi Thị Kiều Nga, phụ huynh của thanh niên Lê Đình Văn đã không giấu được xúc động. Mặc dù là thương do là cháu ở với mẹ rất là lâu rồi, bây giờ xa ra 2 năm thì rất là buồn, nhưng mà trong cái buồn đó thì cũng rất là hạnh phúc, tự hào khi con mình được làm tròn trách nhiệm để đi nghĩa vụ quân sự. Trong này gia đình cũng mong muốn là cháu được rèn luyện tốt hơn và mọi cái mà mong muốn cháu đạt thành tích về trong 2 năm tới. Còn với các bạn trẻ lần đầu khoác lên mình bộ quân phục, vẫn còn đôi chút bệnh rịnh với người thân gia đình. Nhưng không vì thế mà mất đi niềm tự hào, sự háo hức về môi trường mình sẽ gắn bó trong 2 năm quân ngũ, cũng như quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cảm xúc của em bây giờ thì rất vui, em cũng mong đợi ngày này cũng khá là lâu rồi. Cố gắng hết sức để trong 2 năm tới em đạt được ước mơ của em, được lên đi học sĩ quan chuyên nghiệp. Em nghĩ môi trường quân ngũ thì chắc chắn nó sẽ có những cái khó khăn, nhưng mà mình là đàn ông con trai với lại mình đã xác nhận tham gia thì mình phải cố gắng vượt qua hết tất cả. 2 năm tới thì em quyết tâm là sẽ theo đuổi bản thân nhiều hơn và phát triển những cái mặt tốt cho mọi người của mình. Để động viên tinh thần thanh niên và gia đình, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên các bạn trẻ, cũng như gửi gắm niềm tin của chính quyền địa phương dành cho những thanh niên ưu tú của phường. Các cái công tác chăm lo cho gia đình những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn luôn được lãnh đạo phường hết sức là quan tâm, không chỉ trước khi các em lên đường nhập ngũ mà sau khi các em nhập ngũ thì nội dung này vẫn được Ban Thường vụ chỉ đạo hết sức là quyết liệt và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em an tâm lên đường nhập ngũ. Nên là khi mà triển khai cái việc mà tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ thì tất cả thanh niên trên địa bàn đều rất là hào hứng, phấn khởi, và gia đình cũng như là khu phố địa phương cũng rất là ủng hộ. Để chuẩn bị cho ngày lễ giao quân diễn ra đảm bảo an toàn đúng quy định, cùng với các địa phương khác, trước ngày lễ giao quân, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức chương trình hội trại tòng quân. Đây là hoạt động nhằm tạo tinh thần vui tươi, phấn khởi cho các thanh niên được tuyển chọn lên đường nhập ngũ, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các bạn đoàn viên thanh niên tại địa phương. Đặc biệt, qua các hoạt động, trò chơi trong khuôn khổ chương trình hội trại sẽ là dịp để các bạn bước đầu làm quen với các sinh hoạt tập thể, học cách làm việc nhóm, học cách gắn kết bản thân với mọi người xung quanh. Đồng thời cũng là dịp để các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân, nhất là với các bạn đoàn viên thanh niên. Trong khuôn khổ hội trại, lãnh đạo địa phương và các ban ngành đã gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho các thanh niên sắp lên đường nhập ngũ. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, năm nay, hội trại tòng quân được tổ chức quy mô và có nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa hơn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước giờ các thanh niên lên đường nhập ngũ. Em thấy huyện rất là tổ chức một cái hội trại rất là ý nghĩa cho đối với thanh niên của chúng em. Và đến thời điểm bây giờ thì cũng đã và đang rất là sẵn sàng để lên đường tham gia nhập ngũ. Các ban ngành lãnh đạo, các cô chú, các đoàn thanh niên
đang rất là quan tâm tới các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tổ chức một cái hội chạy đối với em thì rất là ý nghĩa và vui vẻ để thúc đẩy tinh thần cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, cùng với đó là thăm gia đình, người thân có thể thăm để mà hỗ trợ động viên tinh thần thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Tại huyện Châu Đức, ban tổ chức đã tổ chức cho các bạn trẻ đến viếng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài chiến thắng Bình Giã, cùng nhau xem những thước phim về truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gặp mặt tặng quà các đảng viên trẻ vừa xuất ngũ trở về cũng như đảng viên nhập ngũ năm 2024. Qua các hoạt động đầy ý nghĩa đó, giúp các bạn trẻ thêm vững vàng với lý tưởng mà mình đã chọn. Là thanh niên đến tuổi nhập ngũ, em đã viết đơn tình nguyện để đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Em quyết tâm trong 2 năm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Em cảm thấy rất vui và rất hào hứng khi chuẩn bị nhập ngũ. Và quyết tâm của em là sẽ nói gương theo ba để hoàn thành 2 năm nghĩa vụ. Môi trường trong quân đội là một nơi để em rèn luyện bản thân chính chắn hơn. Em sẽ sau khi em ra ngoài em sẽ là một người công dân tốt của xã hội. Đúng 7 giờ sáng ngày 27 tháng 2, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Theo ghi nhận, không khí tại các điểm giao nhận quân diễn ra trang trọng, ấm tình quân dân. Lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến các điểm giao nhận quân để động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đại diện các đơn vị nhận quân cũng có mặt để tiếp nhận và đưa chiến sĩ mới về đơn vị. Để tiếp thêm sự động viên cho các thanh niên, từ sáng sớm, người thân, bạn bè đã tập trung về các địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân để tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Dù có chút lưu luyến, bệnh rịnh, nhưng tất cả các gia đình có con em lên đường nhập ngũ đều không giấu được niềm tự hào khi con mình được khoác lên bộ quân phục bộ đội Cụ Hồ đầy vinh quang. Trong không khí đầy xúc động, các bậc phụ huynh cũng đã gửi đến con em mình, cũng như các tân binh. Đó là các em sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bản lĩnh của người thanh niên Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, cũng như trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cũng muốn cho con mình nó đi vô một cái môi trường quân đội cho nó tốt hơn, nó rèn luyện cho nó để trở thành một cái thanh niên cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Cũng ủng hộ con như vậy thì cháu nó rất là, nói chung là tinh thần nó vui vẻ lắm. Động viên cháu, nói cháu là cố gắng để đạt được cái ích trong đơn vị đã giao cho. Cùng với người thân, các cơ quan, ban ngành của địa phương, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng có mặt tại các điểm giao nhận quân để tặng quà, dặn dò các bạn trẻ phát huy truyền thống quê hương. Những món quà nhỏ được trao tay, những lời thăm hỏi động viên đầy ân cần và niềm tin yêu cũng như tình cảm của lãnh đạo từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố được trao gửi đến các thanh niên. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố, đến cơ sở chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương. Thời gian vừa qua thì đối với các bạn sau khi nhập ngũ đó thì huyện quan tâm để tìm việc làm cho các bạn. Còn đối với những bạn mà chuẩn bị nhập ngũ đó thì quan tâm đến gia đình, đối với những trường hợp mà khó khăn thì phải chú ý những cái nhu cầu của gia đình để rồi gia đình ổn định cuộc sống và luôn hướng về con của mình trong quân ngũ. Và đối với những cái bạn nào mà khó khăn trong quân ngũ thì các bạn đoàn viên cũng như là các ban ngành cũng thường xuyên liên hệ với đơn vị để chia sẻ đối với cái hoàn cảnh của từng cái bạn tham gia quân ngũ. Năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.802 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó 1.504 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 298 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nên 100% huyện, thị xã, thành phố đều giao đủ quân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đều đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng.
Trong số đó, hơn 25% có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp, hơn 50% thanh niên sức khỏe loại 1, loại 2, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ gần 2% và trên 90% viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nghĩa vụ quân sự thì em cảm thấy rất là tự hào khi mặc được bộ đồ quân phục Việt Nam. Em hứa sẽ rèn luyện, phấn đấu hơn ở trong quân đội để sau này ra giúp ích cho đất nước. Tôi cảm thấy rất là vui mừng và tự hào khi mình là thanh niên có đầy đủ sức khỏe để mà lên đường phục vụ cho Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngay sau lễ xuất quân, các thanh niên của Bà Rịa Vũng Tàu đã hăng hái bước qua cầu Vinh Quang, vui vẻ lên xe di chuyển đến các đơn vị nhận quân. Mỗi bạn trẻ trong niềm cảm xúc dâng trào đều tự hứa với bản thân, với gia đình sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian tại ngũ, chung tay bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.